Thảm họa, thật sự lại là thảm họa cho đội tuyển Anh nữa rồi. Mới tháng trước, người ta còn tung hô Tam Sư đá hay ra sao, thứ bóng đá chủ động thế nào dưới thời Lee Carsley. Nào là họ đã lột xác so với thời chỉ biết ru ngủ của Gareth Southgate. Nhưng có một điều bạn đừng bao giờ quên, khi đội tuyển Anh ra sân, điều duy nhất không thể đoán trước là kết quả. Đúng vậy, trong một buổi tối chẳng khác nào cơn ác mộng tại Wembley, Lee Carsley và các học trò đã biến trận đấu thành một màn hài kịch đen tối đến khó tin. Có lẽ Lee Carsley, người tạm ngồi trên ghế nóng, đang cố gắng để lại ấn tượng sâu đậm, và ông đã thành công, nhưng không phải theo cách mà ông hoặc bất kỳ ai mong đợi. Quyết định sử dụng Jude Bellingham như một số 9 ảo đầy sáng tạo, hay phải nói là ảo mà, và như một kịch bản tồi tệ nhất mà bạn không thể tin nổi, Hy Lạp lại một lần nữa viết nên câu chuyện cổ tích nữa rồi, dù cho đó chỉ đơn giản là một chiến thắng trên sân Wembley. Với sự kỳ vọng của người hâm mộ và báo giới, Lee Carsley trong giai đoạn thử việc đã bước vào trận đấu này với hy vọng nối dài chuỗi trận thắng và giữ sạch lưới. Hai chiến thắng trước Cộng hòa Ireland và Phần Lan đã mang đến cho người hâm mộ Anh niềm tin rằng một làn gió mới đang thổi vào đội tuyển. Tuy nhiên, trận đấu thứ ba dưới triều đại tạm quyền này không diễn ra như Carsley hay bất kỳ ai mong đợi. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, bảng tỷ số cho thấy Hy Lạp, đội bóng tưởng như bị đánh giá thấp hơn nhiều, đã giành chiến thắng lịch sử với tỷ số 2-1 ngay tại thánh địa Wembley. Trận đấu bắt đầu với sự kỳ vọng lớn từ khán giả khi Lee Carsley quyết định thử nghiệm đội hình không tiền đạo với Jude Bellingham đảm nhiệm vai trò số 9 ảo. Ngay từ những phút đầu tiên, đội tuyển Anh đã cố gắng dồn ép đối phương bằng lối chơi tấn công dồn dập và đầy tốc độ. Trong vòng 3 phút đầu, Jude Bellingham đã có một cú sút nguy hiểm, báo hiệu một trận đấu đầy khó khăn cho hàng thủ Hy Lạp. Tiếp đó, Cole Palmer với lần đầu tiên đá chính cho đội tuyển Anh đã suýt mở tỷ số với một cú đá phạt trực tiếp, nhưng bóng lại đi vọt xa ngang trong gang tấc. Tuy nhiên, ngay khi Tam Sư cố gắng đẩy cao đội hình, sự bất ổn nơi hàng phòng ngự bắt đầu lộ diện. Jordan Pickford trong một khoảnh khắc lệch sóng đã khiến người hâm mộ Anh đứng tìm khi rời khung thành và chuyền bóng thẳng vào chân Anastasios Bakasetas. May mắn thay, Levi Colwill đã kịp thời lùi về phá bóng ngay trên vạch phôi, cứu thua cho đội nhà. Cảm giác không an toàn từ phía Pickford không chỉ dừng lại ở đó. Sau một pha đá phạt góc, Konstantinos Mavropanos của Hy Lạp đã đánh đầu tung lưới, nhưng bàn thắng bị hủy vì lỗi việt vị. Đây là dấu hiệu cho thấy hàng thủ Anh đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Trong khi đó, hàng công của đội tuyển Anh cũng tỏ ra thiếu sắc bén, những cơ hội nguy hiểm liên tiếp bị bỏ lỡ. Anthony Gordon cũng có cơ hội với một pha đánh đầu từ đường truyền của Trent Alexander-Arnold, nhưng lại đưa bóng đi chạch khung thành. Tam Sư chơi lấn lướt nhưng không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng. Còn Hy Lạp dù lép vế vẫn mang đến sự nguy hiểm tiềm ẩn với những pha phản công nhanh. Nhưng sau giờ nghỉ, Hy Lạp đã tận dụng sự thiếu tập trung của đội tuyển Anh để giành lợi thế. Phút 49, sau một pha đi bóng đầy kỹ thuật của Dinos Kouliarakis từ hàng thủ, bóng được đưa đến chân Vangelis Pavlidis. Anh khéo léo vượt qua hàng loạt cầu thủ đội bạn, từ Cole Palmer đến Trent Alexander-Arnold, John Stones và Declan Rice trước khi dứt điểm lạnh lùng vào góc thấp khung thành. Pickford bất lực và Hy Lạp bất ngờ dẫn trước 1-0, đánh dấu bàn thắng đầu tiên của Hy Lạp tại Wembley, một khoảnh khắc lịch sử của đội bóng này. Ngay sau bàn thua, Lee Carsley quyết định thay đổi chiến thuật khi đưa Ollie Watkins vào thay Anthony Gordon để tăng cường sức mạnh tấn công. Sự có mặt của Watkins lập tức mang lại sự khác biệt khi anh có cơ hội rất tốt để ghi bàn sau đường chuyền của Cole Palmer, nhưng cú sút của anh lại đưa bóng bay vọt xa ngang. Tuy nhiên, dù đã thay đổi chiến thuật và bổ sung thêm tiền đạo, đội tuyển Anh vẫn gặp khó khăn trong việc tìm lại sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Hy Lạp tiếp tục tạo ra các cơ hội nguy hiểm và Pavlidis một lần nữa làm rung lưới Anh ở phút bận. Nhưng niềm vui của Hy Lạp lại bị dập tắt khi VAR can thiệp và xác định có lỗi việt vị trong pha bóng này, cứu Tam Sư thoát khỏi một bàn thua trông thấy. Trong bối cảnh đó, một chút hy vọng đã lóe lên cho đội tuyển Anh ở phút 87. Jude Bellingham đã thực hiện một cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng đi mạnh và gọn vào góc thấp khung thành, không cho thủ môn Odysseas Vlachodimos của Hy Lạp cơ hội cản phá. Tỷ số được cân bằng 1-1 và hy vọng của người hâm mộ Tam Sư lại dâng cao. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tẩy gang. Phút bù giờ 90+4, sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm đội tuyển Anh, hàng thủ thiếu tập trung để Pavlidis lần thứ hai trong trận đấu này dứt điểm thành công, ấn định chiến thắng 2-1 cho Hy Lạp. Đây là bàn thắng quyết định giúp Hy Lạp giành chiến thắng lịch sử ngay tại Wembley. Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, đội tuyển Anh đành chấp nhận thất bại cay đắng trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Hàng loạt sai lầm chiến thuật, sự rời rạc trong phối hợp giữa các tuyến và màn trình diễn kém cỏi của hàng thủ đã khiến Tam Sư phải trả giá đắt. Trận thua này không chỉ chấm dứt chuỗi trận bất bại của Lee Carsley mà còn là lời cảnh tỉnh cho những tham vọng lớn của đội tuyển Anh tại UEFA Nations League. Nhìn lại trận đấu đã qua, Lee Carsley bước vào trận đấu với quyết định táo bạo khi triển khai đội hình không tiền đạo.
với việc thiếu vắng Harry Kane thay vì chọn một phương án an toàn hơn bằng cách sử dụng Ollie Watkins hoặc Dominic Solanke từ đầu, ông đã trao cơ hội cho Jude Bellingham đá ở vị trí số 9 ảo. Đây là một bước đi mạo hiểm với hy vọng tạo ra sự đột biến và làm bất ngờ hàng phòng ngự của Hy Lạp. Tuy nhiên, chính sự sáng tạo này lại trở thành nguyên nhân thất bại. Trong khi đó, các tiền vệ công như Phil Foden, Cole Palmer và Bukayo Saka lại không tìm được tiếng nói chung, dẫn đến sự rời rạc trong các pha tấn công. Không có sự kết nối chặt chẽ giữa các tuyến, anh tạo ra rất ít cơ hội nguy hiểm. Hệ quả của việc quá tập trung vào tấn công mà thiếu sự cân bằng là hàng thủ của đội tuyển Anh liên tục để lộ sơ hở. Declan Rice một mình không đủ sức bảo vệ tuyến sau và khoảng trống giữa các tiền vệ phòng ngự và hậu vệ trở thành mảnh đất màu mỡ cho Hy Lạp khai thác. Sự thay đổi chiến thuật trong hiệp 2 khi đưa Watkins và Solanke vào sân không đủ để cứu vãn tình thế. Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của đội tuyển Anh trong trận đấu với Hy Lạp chính là sự yếu kém của hàng thủ, đặc biệt là từ Jordan Pickford. Thủ môn của Everton mang đến những khoảnh khắc khiến người hâm mộ phải thót tim với những sai lầm không đáng có. Nhưng Pickford không phải là người duy nhất có màn trình diễn đáng thất vọng. Hàng thủ của Tam Sư liên tục để Vangelis Pavlidis có quá nhiều không gian và thời gian để dứt điểm, là minh chứng rõ ràng cho sự thiếu chắc chắn trong khâu phòng ngự. Sự thiếu gắn kết giữa các tuyến và khả năng bọc lót không tốt giữa các hậu vệ đã khiến hàng thủ của Anh trở thành mục tiêu dễ dàng cho các pha phản công của Hy Lạp. Mặt khác, Hy Lạp bước vào trận đấu tại Wembley với tư thế của đội bóng bị đánh giá thấp hơn, nhưng lại thể hiện một màn trình diễn vượt xa mong đợi. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ivan Jovanovic, họ triển khai lối chơi phản công và tận dụng triệt để những sai lầm từ đội tuyển Anh. Đây không chỉ là một trận thắng thông thường mà là một chiến thắng lịch sử khi Hy Lạp lần đầu tiên đánh bại Tam Sư ngay tại thánh địa Wembley. Ngôi sao sáng nhất của Hy Lạp không ai khác chính là Vangelis Pavlidis. Tiền đạo đang chơi cho Benfica đã thể hiện sự nhạy bén và tinh quái với cú đúp bàn thắng. Khả năng chọn vị trí thông minh cùng với đó là sự tự tin trong các pha xử lý đã giúp Pavlidis trở thành mối đe dọa liên tục cho hàng thủ Anh trong suốt trận đấu. Hy Lạp không chỉ tỏa sáng trong tấn công mà còn cực kỳ kỷ luật trong khâu phòng ngự. Hàng thủ Jo Vlachodimos chỉ huy đã thi đấu xuất sắc, ngăn chặn mọi nỗ lực của đội tuyển Anh. Thủ thành của Newcastle đã có những pha cứu thua quan trọng giúp Hy Lạp duy trì thế trận và không cho đối phương có nhiều cơ hội để khai thác. Thất bại trước Hy Lạp là một bài học đắt giá cho Lee Carsley trong việc thử nghiệm chiến thuật. Nó đã làm lung lay nghiêm trọng cơ hội trở thành huấn luyện viên chính thức của ông. Trước trận đấu, vị chiến lược gia người Ireland được kỳ vọng sẽ dẫn dắt đội tuyển Anh với những chiến thắng ấn tượng để khẳng định mình. Tuy nhiên, kết quả trận đấu đã khiến Lee Carsley với thất bại trước Hy Lạp, đội tuyển Anh giờ đây phải đối mặt với những thách thức lớn hơn trong việc giành suất thăng hạng lên League A của UEFA Nations League. Trận thua này khiến Tam Sư chính thức mất ngôi đầu bảng và chính Hy Lạp. Thử thách nằm ở chỗ nếu như xếp ở vị trí thứ hai thay vì dẫn đầu, đội tuyển Anh sẽ buộc phải thi đấu thêm một vòng thăng hạng nếu như muốn quay trở lại League A. Nhìn chung, kết quả vừa qua đúng là thảm họa thật sự. Lịch sử đã được thiết lập, nhưng đó lại là trận thua đầu tiên trước Hy Lạp tại Wembley. Dù trận đấu mang đến nhiều bài học quý giá, nhưng áp lực đang ngày càng đè nặng lên Lee Carsley khi mọi quyết định sắp tới đều sẽ bị soi xét kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.